Xin chào tất cả quý vị và bạn. Trước mắt quý vị và các bạn, đây là chiếc máy xay đa năng. Nó có thể xay giò chả cua cá, làm chả lụa, chả nước đều rất là ok. Hôm nay thì em sẽ chơi lớn một chút xíu, em sẽ thử chiếc máy xay đa năng này để xay gạo. Không biết là nó có xay được không. Bây giờ em sẽ thử chơi lớn một tí. Ok, đây là gạo em đã chuẩn bị trước, bây giờ chúng ta sẽ thử xay gạo xem nó có hoạt động như thế nào. Bật tung té bụi mù. Chúng ta sẽ chờ giây lát để biết kết quả nhé. Vì là gạo này nó sẽ không phải xay nhanh như men hay là các thứ nó đã là bột sẵn được. Máy xay đa năng. Chúng ta có thể lướt vào đây một chút xíu để công suất. Công suất là 900W và sử dụng điện 220V. Sản phẩm dùng 100 motor dây đồng. Điện máy Hà Nội. Sau khoảng 1 phút thì chúng ta có thể nhìn thấy là vẫn còn những nhà gạo còn tương đối to, chưa được nhìn lắm. Chúng ta sẽ cho khoảng 2 phút xem sao. Mọi người yên tâm, chiếc máy này là bằng motor dây đồng nên là không sợ nó chạy lâu nó nóng đâu. Mà dây sinh tố mà để lâu này chết ngấm luôn. Ra sẽ rất là êm thôi, đúng là cái khung nó nhảy nhảy. Thôi tôi đã tắt và xem thử cái thành quả ra. Đây là công tắc tắc. Trong này vẫn đang khói mù mịt. Wow. Như vậy là chiếc máy xay này không xay được. Cũng đẹp đấy chứ. Như vậy là chiếc máy hay này, thực ra nó xay thì xay gạo không đẹp lắm. Chúng ta có thể xay như thế này để có thể lâu cháo trẻ con ăn là rất là ok rồi. Còn nó để xay bột mịn để làm bánh làm điếc không làm được. Xay làm kiểu dạng này vẫn vỡ này. Vỡ mà có một chút là bột để lâu cháo rất là ok. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết video của em. Xin cảm ơn.